Listen up, yo. Tâm can em bây giờ là có giấc mơ rồi. Có phát điên khi mà sau lúc anh nói lời. Đừng tìm đến anh khi cần, hãy về đi em ơi. Em đừng nghĩ là anh đừng ngu xuẩn cho em rời khỏi đời. Em mong muốn điều gì từ anh đây hả cô gái? Cần lớp sự cô đơn và em cần một người vào vai. Trải qua một vài mối tình phù phiếm, bây giờ em mới cho anh là nơi cuối cùng em tìm đến. Hôm nay em vẫn trang điểm thật điều đà, đặt chung điện thoại của em thì vẫn reo lên những giai điệu mà lúc trước hai ta vẫn thường ngâm nga với nhau. Nhưng mà em mà chỉ với từng đấy thứ chẳng nói lên được điều gì cả. Em cũng cần phải phô trương những điều cho là vô tương, vì thực tế không như em thường, anh đâu dưng thừa lòng thương. Em đừng khóc, điều đó có mang lại lợi ích. Đừng tìm đến anh khi cần, đơn giản anh không sạch đi như giọt nước đang trở lăn ngập tràn mi. Khi em đang vui anh có được nhớ đến đâu, khi không ai kể bên thì tên của anh xếp đâu. Toàn là do em đã gây ra thôi, cứ nhìn xem. Em ơi hai ta đâu còn là gì của nhau, vậy thì cần đến anh làm gì, còn đến bên anh làm gì, còn nhắn tin cho anh làm gì, còn nhắc tên anh làm gì. Nhìn lại vào trong vòng tay của một anh à, mình nằm xuống bên cạnh hắn không cần biết hắn là ai. Bằng hoàng mất mất ra riêng em đơn côi, khi em nhớ đến anh thì muộn rồi. Em hãy đứng trước gương và nhìn lại mình, có phải do chính em tự làm hại mình? Từ cách em bấy lâu nay đã heo mòn, nay lại tìm đến anh khi không có ai để chọn. Thật là buồn cười khi mà thô ra những lý do em mong chờ gì từ ai. Em ở trên thực tế thì ta chia tay rồi, em nói em rất buồn anh cũng chịu thôi. Anh đã thuộc hết những lời, ngoài một người là anh người khác em cũng đã nói rồi. Còn người anh ngày trước nay cũng đã khác rồi, mọi điều mà mình từng dựng xây nay cũng vỡ nát rồi. Nước mắt giờ có ích gì, tôi đơn hết là em nên tập cách thích nghi. Cuộc sống này chính là em cho nó mà. Sạch đi như giọt nước đang trở lăn ngập tràn mi. Khi em đang vui anh có được nhớ đến đâu, khi không ai kể bên thì tên của anh xếp đâu. Toàn là do em đã gây ra thôi, cứ nhìn xem. Em ơi hai ta đâu còn là gì của nhau, vậy thì cần đến anh làm gì, còn đến bên anh làm gì, còn nhắn tin cho anh làm gì, còn nhắc tên anh làm gì. Nhìn lại vào lúc em cùng quay trong vòng tay của một anh à, mình nằm xuống bên cạnh hắn không cần biết hắn là ai. Bằng hoàng mất mất ra riêng em đơn côi, khi em nhớ đến anh thì muộn rồi. Còn đến anh làm gì, còn đến bên anh làm gì. Em mới đùa ngoài đó chán rồi thì mới đi tìm lại ai. Còn nhắn đi cho anh làm gì, còn nhắc tên anh làm gì. Khi giờ anh và em khác rồi, có đâu thuộc về nhau. Vậy thì cần đến anh làm gì, còn đến bên anh làm gì, còn nhắn tin cho anh làm gì, còn nhắc tên anh làm gì. Nhìn lại vào lúc em cùng quay trong vòng tay của một anh à, mình nằm xuống bên cạnh hắn không cần biết hắn là ai. Bằng hoàng mất mất ra riêng em đơn côi, khi em nhớ đến anh thì muộn rồi. Còn đến anh làm gì, kêu mà sao giờ đi tìm ai?